Một chiều cuối tháng 2, có lợi hành quân đơn vị sang Campong truyền Nang băng tàu hải quân. Đứng bám trên bong mũi cái tàu hộ tống, thấy oai hùng lắm. Đến thị xã, tôi nhận được một lúc 14 lá thư, thư gia đình, thư các bạn cùng lớp phổ thông. Đây là lần đầu tiên những lá thư hậu phương đến với tôi, chúi vào một góc kín, đọc chậm từng lá, đọc đi rồi lọc lại, nước mắt lặng lẽ chảy. Đêm đó, Tiểu đoàn ngủ trong cái nhà hoang dọc bên cá. Sáng hôm sau, lĩnh đạn gạo đường sữa, phạ vật đến khoảng 14 giờ chiều. Chúng tôi lên xe tải, tới ngã ba lộ 5 quẹo trái, theo lộ 27 tiến về ga Romia. Xe chạy gì gì, quấn tung bụi đường, nồng nghẹt mũi, lại những cánh đồng không khô xác cỏ cháy loang trên cánh đồng, để lại từng đám cho đen xám loang lổ một vài ngọn núi đất thấp, cũng khô xám như thế cây cối trên núi cũng cháy trụi cả giơ lên trời những cành đen thui điểm trên khoảng trống bao la là những chòm thốt nốt lẫn cây bụi nhỏ lúc hiện lúc khuất sau làn khói khung cảnh điêu tàn trông như hoang mạc có tiếng đạn nhọn rộ lên nhằm thẳng vào đoàn xe tiêu đoàn để ba lô lại trên xe nhảy xuống đất theo đội hình chiến đấu càn tới các đại đội ra sang hai bên ruộng tiến song song bảo vệ Tiểu đoàn bộ D4, C4 hỏa lực cùng một bộ phận tham mưu trung đoàn vẫn đi trên mặt lộ. Địch nã đạn nhọn liên tục về phía mấy cái xe. Dê bộ phải tụt lại. Vì có tiếng xe ở đâu đó là nó bắn rát về phía ấy. Nhìn không thấy địch ở đâu vì khói cháy đồng mù mịt. Không dám tiếp cận thì chứng tỏ bọn này cũng nhát. Một lát sau, anh Sơn đê trưởng quay lại hỏi chúng tôi còn một khẩu cối 82 ly nữa đâu. Bọn tôi nói không biết anh ấy nổi nóng chửi cả tham mưu, rồi bắt đề bộ quay lại tìm. Thật may mắn là chúng nó đi sau đề bộ khoảng hơn 100 mét. Khẩu đội cối này lại có một đơn vị nữa, cũng đang tiến gấp theo phía xa xa. Đại đội 2 đi trước, hai đại đội 1 và 3 đi hai bên sườn. Khối đề bộ, đại đội 4 và tham mưu trung đoàn, cùng đoàn đi xe giữa. Vậy còn đơn vị nào đằng sau nữa đâu? Bỗng nhiên bọn nó bắn vào đội hình tới tấp, rồi ra sang bên phải đường mất tích địch bâu bám đằng sau thật. Một trái M79, câu chúng thùng cái xe chở ba lô, không việc gì. Xe vẫn chạy, dù trên thùng bốc khói. Chúng tôi rũi lủi lũi giữa đội hình địch. Phát đạn duy nhất bắn đi là quả M79 của một trợ lý tham mưu trung đoàn, đi cùng đội hình đơn vị. Anh ấy mang nặng, rút ra rút vào trái đạn mãi, rồi phụt đi bớt trò nhẹ. Cách ga Romia một km, đến một cái cầu cháy, qua con mực cạn, thì gặp trung đội chốt đường của đại đội 11 tiểu đoàn 6 ra đón. Tôi gặp thằng Hiệp là thằng bạn cùng lớp, cùng trường Phan Đình Phùng. Nó vẫn mặc bộ quân phục màu vàng đất thời huấn luyện ở Phủ Lý. Trên tay là khẩu B41. Ngày hôm đó, nó đã phải bắn tới 16 trái B41 nên tái điếc. Nói với nhau mà như quát, thằng Hiệp nói rằng trung đội chốt đường của nó đã nằm đây 4 ngày trời, rình dập tỉa nhau với địch quanh cái cầu cháy này. Bọn nó muốn chiếm và phá hủy cầu để ngăn cơ giới ta nhưng không được. Chuyện ngắn vài câu nữa, tôi lại mải mốt bước theo đơn vị. Thùng cái xe chở đồ, bây giờ cháy ngún mù mịt. Chúng tôi nhảy lên xe quăng đồ xuống. Lúc đó nhiều cái bao lô đã cháy nham nhở. Các hộp sữa mới lĩnh ban sáng, phồng lên, méo mó hết cả. Gần vào sát ga, tiểu đoàn vượt qua hai cái xe chở tử sĩ bị địch vây, không mang ra Campong năng được. Anh em đơn vị bạn phải chặt cành lá phủ lên, cho khỏi ruồi, và tưới nước cho mát để đỡ mùi. Chiều tối, tiểu đoàn 4 nghỉ luôn ở vị trí đại đội pháo 105 ly, trung đoàn 42. Lính pháo mấy ngày, lạnh lưng hở sườn, lò sốt vó chống địch. Bây giờ thấy chúng tôi đến, lại được tiếp thêm đạn thì sướng quá. Còn bao nhiêu trả lá, thuốc vét, mang ra chiều đãi mệt nghỉ. Chúng nó nói, mấy đêm vừa qua, lính pháo phải đánh nhau như bộ binh, vì địch nó đánh sát cả vào chân các khẩu đội. Pháo 105 ly phải hạ nòng bắn ứng dụng như pháo bắn thẳng để uy hiếp địch cho nó giãn ra. Thằng Bình Cáo C-12-D6 nghe tin tiểu đoàn 4 đến tăng viện. Nó mò sang tìm tôi. Hai thằng trải ni lông nằm trên mặt bờ ruộng nói chuyện. Được 10 phút thì địch lại đánh rát vào đại đội 11-D6. Tiếng súng rộ lên. M-79 nổ choang choang trên các mái tôn. Nó trở dậy chạy về đơn vị. Rừng mùa khô đang cháy dữ dội lửa hắt lên trời những vầng sáng hồng rực nhìn rõ cả từng cái cắt tút rơi trên đường đêm đó tôi với anh kỳ nằm với đại đội bốn chỉ huy phó đại đội bốn hỏa lực hồi đó là anh ninh tên họ đầy đủ là thái gia ninh em ruột nhà thơ thái thăng long sau này bọn tôi trong đơn vị khi được chia thịt heo hay chia thú cứ giả vờ hỏi nhau là bây giờ thịt thái gia ninh thái gia nấu hay thái gia hầm hà mày thì anh ấy cáu lắm chửi vung mấy thằng sỏ lá nằm với đại đội hỏa lực, sát tiểu đoàn và pháo đội 105 ly, nên cứ yên tâm hưởng suất ấm sườn, đêm không phải gác, một đêm ngủ thật ngon lành, dù tiếng súng địch xung quanh không lúc nào ngừng. Sáng hôm sau, tiểu đoàn 4 nằm ở ga đợi lệnh, ga Romi. Cũng như mọi nhà ga nhỏ trên trái đất này, với đường ke, nhà chờ và tháp nước. Con đường sắt heo hút chạy giữa rừng dầu thưa, mùa khô lá rụng vàng cháy. Nhà ga một tầng, lợp ngói đỏ, tường lỗ chỗ vết đạn tò nhỏ phía trong nhà cũng cửa tò vò ghi xê bán vé những vật thể kiến trúc còn lại như nhắc nhở về một thời yên bình từng hiện hữu nơi đây trên sân ga hàng cây me keo cổ thụ tỏa bóng dầm mát mỗi khi gió mạnh thổi qua những quả me keo chín lăn xoăn quay vòng rụng xuống bao quanh cái hạt là lớp thịt quả ăn chơi thấy vị ngọt ngọt có chút đắng nằm đó một lát Chúng tôi được lệnh đi về hướng sau ga, nằm trong một phần điều đất khô cắt trắng, nhưng điều đang ra cháy mọng. Vặt vài quả ăn chơi, thấy vị ngọt, thấy vị chua ngọt cũng đỡ, khỏi khát nước. Tôi cắn thử cái hột, như hột đậu lớn treo dưới trái, một tiêu dầu tứa ra dính vào môi, cảm giác bỏng làm rộp phồng môi liền, rất rát. Toàn cô thấy vậy cười hô hố, anh kia bảo phải nướng hạt lên thì mới ăn được. Hướng Tây Ga Romia là một trái núi nhỏ cách ga khoảng 3 km. Trung đoàn 1 đang vận động tấn công địch ở đó. Trên núi có một khẩu pháo cao xạ 37 ly, hai nòng, hạ góc tà âm, bắn điên cuồng cản bước. Cứ bốp bốp khục khục, nổ đầu đó xuất. Trận địa pháo 105 ly của trung đoàn 42 được chúng tôi hộ tống lên xe tiếp tế hôm qua, bắt đầu bắn, không tiếc đạn lên núi. Chúng tôi ăn cơm ở phần điều, buổi trưa cứ nằm im đó nghe tiếng súng nổ các nơi, mãi đến chiều mới có lệnh tiến quân. Tiểu đoàn theo đường sắt lên hướng tây bắc 1 km, rồi tạt xuống lòng một con suối cạn, chuẩn bị vu hồi. Dưới lòng suối không có nước, toàn cát, những con rùa bằng cái bi đông bò lồm ngộm. Hai bên bờ suối, le mọc dày dịt, thân nọ đàn thân kia như một hàng rào không thể vượt qua. Toàn cô túm được một con tê tê, ngay trong lòng suối, định mang theo làm thịt, nhưng ai cũng bảo vứt đi, được thả còn tê tê đang quận mình từ từ rũi ra rồi chậm chạp lùi vào một cái hốc. Khẩu 37 ly của địch bây giờ không thấy bắn nữa, thông tin trung đoàn thông báo là em 1 đã tịch thu được nó rồi. Thu nốt cả cái xe ô tô kéo pháo, tiểu đoàn tôi lại được lệnh quay lại nhà ga, theo đường bò Bắc Lộ 27, tiến giữ sườn cho trung đoàn 1. Đường bò là loại đường dân sinh, nông dân Campuchia thường dùng loại xe gỗ bánh cao do đôi bò kéo để vào rừng lên dãy. Những con đường do bò kéo bao giờ cũng có hai vệt bánh xe ngang dọc khắp rừng. Chiều ta nghỉ giải lao tại một cái nhà tôn có cần anten cao vút địch bỏ chạy chưa kịp dỡ. Anh Trung tham mưu tổ đoàn bảo đây chính là sở chỉ huy sư đoàn địch. Tôi gặp thằng Thọ, bạn cùng lớp cũ trong đội hình tiểu đoàn 6 đang hành quân qua. Khẩu cối 60 cổ cộ trên vai đầu chụp cái mũ nhựa ép giáp sắt của Việt Nam Cộng Hòa cũ không biết nó kiếm được ở đâu nó thả khẩu cối bịch xuống đất xin tôi hớp nước hỏi thăm dăm ba câu chuyện rồi lại vấp cối lên vai cắm cúi đi theo đội hình lại tiếp tục lên đường đi mãi đến sầm sầm tối đơn vị dừng lại ở một cái phung cũ rừng vây xung quanh không còn nhà cửa chỉ có thể nhận biết là nơi đây từng có người ở qua những cây me cây chùm ruột lẫn trong những hàng rào khung nhà đổ nát các đại đội lặng lẽ bố trí đội hình lại cấm đốt lửa chúng tôi bẻ cơm vắt được phát hồi trưa chấm với bột gia vị cố mà nuốt đêm trong rừng núi tĩnh lặng và bí hiểm trên những cây dầu lớn có những cái hốc mà người ta đục vụm vào để đốt lấy dầu ánh lửa chập choạng rất nhiều thân cây dầu đang cháy lửa như thế trong đêm trông rất ma quái đâu đó phía xa vài tiếng súng lẻ vang lên rồi tắt ngấm sau tiếng súng không gian càng im lắng hơn gần sáng dậy tiếp tục hành quân lần này đơn vị bỏ đường lộ cắt xiên ngang sang tay phải vào rừng tốc độ hành quân chậm do trinh sát phải dò dẫm bám địch đi được một lúc sau khi vượt được một con suối có một bờ dốc cao đứng đội hình dừng lại đằng trước có tiếng chặt cây chăn chát cùng tiếng đào đất thình thịch địch đang chặt cây làm hầm chiến đấu tiểu đoàn báo về trung đoàn đã phát hiện địch rồi triển khai đội hình bí mật tiếp tục bám lên đại ba vừa sang bên phải sẵn sàng đánh sườn đã gần địch lắm rồi. Trong khi đặt đạn, không biết đứa nào bên cối đại bốn để gánh đạn va vào mâm cối, đánh cốc một tiếng, tiếng chặt cây lập tức im bặt. Cóc oanh, quả M79 của địch bắn thăm dò, trúng một thân cây lóe xanh nổ, không ai bắn trả, tất cả im lặng, không gọi hai oát vì sợ lộ. Tiểu đoàn cho truyền đạt, bò lên các đại đội, lệnh khi phát hiện địch, cho hỏa lực nổ súng đồng loạt áp đảo. Tổ truyền đạt vừa về đến tiểu đoàn thì B40-B41 khi nhau nổ tức ngực, tiếng đạn nhọn ré lên, trời đã mở sáng. Lính đại một đại hai cứ thấy chỗ nào có đất mới hoặc cành cây gãy còn tươi, lù xù trên đất là thổi B40 B41 vào đấy. Lối tiếp cận quá gần cùng hỏa lực mãnh liệt làm cho bọn nó choáng. Sau khoảng 10 phút là tháo chạy ngay, bỏ lại hơn chục thằng tòi mạng trên dãy hầm mới đào đêm qua. Có thằng nằm vắt nửa trên nửa dưới hầm, cánh tay và gần nửa người bị rơi nổ tuốt đi cánh tay và gần nửa người bị hơi nổ tuốt đi cối tám hai đại bốn mới bắn chi viện được hơn chục trái đã phải tháo súng lên theo bộ binh truy kích thêm nửa cây số nữa đến một cái phum địch chạy tuốt vào đấy rồi tổ chức chống trả cối sáu mươi của địch trong phum hoàn hồn bắt đầu lên tiếng hai khẩu cối tám hai của đại bốn bắt đầu giã vào phum mấy thằng lính cối khôn vật tranh nhau tháo đạn để khỏi mang nặng hễ cứ nghe tiếng M79 hay tiếng cối ta, cối địch để pa con một tiếng, y như rằng tiếng đạn nhọn lại cầm mặt, nổ oành sau một cái, thì lại rồ lên như xé vải. Đạn cối địch rơi ngay trúng tiểu đoàn bộ. Thằng khoát người thanh hóa, lính vận tải, bị một quả cối 60 nện giữa đỉnh đầu, phần sọ biến mất, chỉ còn xương hàm dưới với khúc đứt tùy sống, nám đen thuốc nổ. Đại một đại hai vẫn chưa vượt qua được chẳng trống trước phum. Đúng lúc đó, ngay phía sau đội hình, tiếng súng địch toang toác rộ lên rất gần. Chúng nó đánh bọc sườn. Bọn này cơ động rất nhanh. Anh Sơn điều một trung đội của đại đội 3 cùng với thông tin trinh sát tiểu đoàn bộ vận động ra phía sau chặn địch. Lúc trung đội của đại ba vận động ra phía sau, có tiếng lao sao. Đại ba chạy kìa, anh ấy quắc mắt nhìn quanh. Tôi tin là nếu phát hiện thằng nào vừa lên tiếng, ông ấy bắn cho vọt ốc. Chúng tôi bắn dữ dội về phía sau, mặc dù không nhìn thấy địch, mà chỉ nghe tiếng súng nó bắn. Phía trước, bộ đội đã bám được vào rìa phum, tiếng súng thưa dần. Cối 82 quay nòng rã về phía sau mấy trái, bọn bọc sườn biết là tình hình không ổn nên cũng chuồn nhanh. Tiểu đoàn 4 đã làm chủ trận địa, trong sử sách sư đoàn 9, sau này được xem thì tôi đoán đây là trận đánh vào bàn đạp tà nốt. Trên những bản đồ thì không thấy tà nốt là địa danh nào. Đơn vị dừng lại củng cố vị trí đứng chân sau mấy ngày đánh địch. Vượt qua quãng đường gần 50 km từ Campong truyền Nang vào đây, anh nuôi triển khai nấu cho bộ đội ăn cơm nóng, đang mùa khô, lính ăn 8 lạng một ngày, mùa hè 7 lạng gạo trên một ngày. Thông tin còn trên tiểu đoàn 9 người. Vừa xoẩn cái ruột tượng đàng hoàng, tôi chạy lên song quân dụng của thằng cầm, chút hết gạo vào, thế là nhẹ mang đi được mấy cân. Thậm chí còn nháy mắt đắc thắng với thằng ban chố, mang ruột tượng đến sau. Diễn cái trò khôn vật này, được vài lần thì Tuấn còi chửi. Bảo để cho thằng nào yếu nó sút gạo trước Ruột tượng gạo thường được khâu từ các ống quần cũ Chỉ nhớ sau này về bám nắp Có đúng một lần được quân nhu cấp cho ruột tượng mới Cho đến thời gian tháng 3 năm 79 Kể cả những đồ thiết yếu Khi tác chiến trong rừng là cái tăng cái võng Đoàn lính 1978 cũng chưa được cấp Chúng tôi có được chủ yếu là do lấy vải kho địch tự khâu Hoặc lột từ xác dân xác địch mang đi giặt lại Trừ các trung đội cảnh giới vào ngoài, Tụi tôi bắt đầu lục lọi kiếm ăn trong phum. Tôi lục được một chung đường thốt nốt, múc đầy một ca ý nốc, rồi vẫy tay gọi chung nó. Sau một loáng, chỉ còn là cái chung không. Của này buổi tối lạnh, nấu một nồi chè, thì cả chung đội ấm chân răng. Một dãy toàn chung đựng muối đầy, muối biển địch tải lên rừng, để kháng chiến lâu dài. Mấy thằng xung lại, hè nhau lăn ra dốc hết xuống suối, lia thêm một loạt AK, mấy cái chùm vỡ toác, suối chảy liếm tan tác hết muối. Trên một căn nhà khác, tôi tìm được một con dao cắt kính, con dao nhỏ chuôi gỗ đen bóng, khắc nhiều họa tiết chuôi cong như một cái chùa xứ này. Có thể nói là một tác phẩm tuyệt đẹp. Tôi dám chắc nghệ nhân chế tác ra nó chỉ để chơi mà thôi, chứ không phải để rạch cắt trên bất cứ tấm kính nào. Lại nghe nói mũi dao làm bằng kim cương nên tôi cất kỹ con dao lắm. Gia tài trong ba lô thế là thêm một món đồ cổ. Nào, thử kiểm kê xem có những gì một bộ quần áo lính vải kaki gabardine nằm định đang mặc trên người thêm một cái quần dài vải chéo đã sổ vài chỗ đôi áo lót trước kia là màu trắng hai cái quần đùi dài rút lính rộng thùng thình chưa rất nhiều tự do cho đối tượng lắc lư đường trường mà nó bao bọc không biết quân đội bây giờ có phát quần xịp cho lính không chứ vẫn quần đùi dài rút như cũ hành quân dài ngày mà không anh nào bị xa đi thì quả thật là lạ một cái võng vải ni lông còn khá tốt lột được của địch có nhiều cái võng chỉ có một lớp lại màu vàng chanh trói lọi khi đập những con mũi no máu bầu phía ngoài võng thì nó để lại những vệt máu khô lốm đốm như vải in hoa trên cái nền màu đặc biệt không cách gì giặt được tấm ni lông này mặt vải màu xanh lá mặt kia màu xám phát từ thời huấn luyện ở phủ lý hai cuốn truyện lấy được gần phá nách lương hao gầy dần đi theo năm tháng vì ngoài chức năng phục vụ văn hóa nó còn phải phục vụ thêm nhu cầu đi vệ sinh bắt buộc. Cái địa bàn Mỹ anh phát tôi, lính trinh sát cũ, bị thương năm 75, do trước khi vào bộ đội tập thư nhà. Thư bạn bè đọc kỹ trong túi ni lông, quý hơn vàng. Khi rảnh tay hay lôi ra đọc, có khi còn hít hít cả mùi trong những cái bao thư mới. Mấy miếng liều cối 60 để kéo lửa khi trời mưa ẩm và để bôi rán ghẻ. Năm viên đạn phạch đường, tích chữ do bị sợ bị lạc cái bát sứ ăn cơm bà già cho Ở bến phà nách lương Bây giờ có thêm con dao cắt kính nữa Không kể đôi dép lúc lấy của thằng năm Đã hy sinh dưới chân